Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm thiện nguyện của dân tiếp tục trao quà cho bà con. Hôm nay là dân trao là 100 phần quà. Đây là phần quà của gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An. Bây giờ mình đi trao quà cho bà con nha. Gồm 100 phần quà. Mỗi phần quà trị giá là 200.000 đồng. Gồm 10 kg gạo. 10 kg gạo là 130.000. Một chai dầu ăn, chai nước mắm, chai nước tương, một ít muối. Bây giờ mình thì đi tới chỗ mình tặng cho bà con luôn. Đi chị ơi, chị đi. Nè, kìa còn nhiều lắm, lấy đi. Lấy xe gùa lên đẩy. Rồi. Đổ trống. Đi đâu làm đó. Nghỉ. Nghỉ luôn hả? Chạy bên đường đi. Khá không nhận ra đây, Út sách tiếp cho ông bọc. Sách tiếp đi chừng trước. Tiếp không, Út muốn bọc rồi đó. Ôi trời, ôi trời, cái nằm gì vậy ta? Rồi mấy chị em dân chắc quà xuống xong rồi. Bữa nay mấy chị em dân trao quà ở khu vực xã Vĩnh Thạnh. Cây dừa dài dài dưới. Tại mấy bữa trước dân câu cá cha dưới thấy nhà có nhiều hoàn cảnh khó khăn, giờ mình xuống dưới. Đi ngang mình thấy nè, dài dài dưới còn nhiều lắm, nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Trời, cái dừa tầm dưới nước đi quá ha, xuống đó cái mình rửa chân nó. Uống dừa không? Trời, chưa tới. Chưa tới. Chân ghê hộn thiệt. Mấy nhà? Hai nhà. Coi. Chào chị. Sáng ăn cơm gì chưa chị? Chưa. Em đến tặng phần quà. Chị ở với ai vậy? Thấy mấy đứa nít nè. Vậy hả? Dạ. Hôm nay em thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An để tặng phần quà ăn lấy thảo. Dạ. Cảm ơn nha. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Em qua bên đây. Rồi, chào chị. Sáng uống trà sớm vậy chú? Chú sáng uống trà sớm hả? Dạ. Uống nó trà cho nó ăn. Dạ. Bà lão sáng qua cũng bà lão ngồi đây à. Bà cụ sống với ai bà cụ? Con với con thứ hai, bây giờ nó con thứ hai đã đi bệnh viện rồi. Sao vậy? Sao đi bệnh viện à? Bệnh gì vậy? Bệnh đau cái gì đó. Đau cái gì ở trên cái bụng của mình nè. Con không biết nè. Gái hay trai? Gái. Gái hả? Ừ, tại bị lên một cục ba lớn là còn bằng đầu u nang u sơ vậy hả? Ừ. Dạ dạ, rồi khỏe chưa? Chưa mổ nữa, ngày dạ. Thứ hai mới mổ. Dạ. Thì hôm nay con đến thăm gia đình bà cụ, có phần quà để tặng bà cụ. Dạ, đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Con gửi đó cho bà nha. Con gửi đây nha. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Rồi chúc cho chị cũng mau hết bệnh về với bà. Rồi đi năm bệnh viện, hai vợ chồng đi hết trơn luôn. Dạ. Chồng đó là bị đau phổi.
Dạ, bệnh hết luôn hả? Ừ, thì cố gắng vượt qua ha bà ha. Ừ. Dạ, rồi con xin phép con đi nha. Con đi bà. Dạ. Rồi, con chào bà. Nhà, nhà đất mưa là tràn vô. Ngập nước. Mập ngập. Cảm ơn cô à. Dạ. Tay anh 80. Đây, vô tay, mà không biết ai có nhà không đây. Mở cửa cho cô vô với coi. Mở cửa cho cô vô. Mở cửa nào đi. Gật đầu nhỉn cười. Liền thấy không? Thấy không? Thôi trọng ra trước tao dịnh mũi rồi đi. Trọng ra trước đi. Được. Mấy phần luôn? Hai phần. Bé nghe. Vô trong đây trước. Đúng rồi, ra cô nó nghe nè. Kêu mở cửa gật gật đầu liền. Chị. Sao con mấy tuổi rồi mua bánh cho ai vậy? Ghé thấy. Cho xin vịt đi được không? Rồi, chào chị. Hôm nay em thay mặt cho gia đình em Trần Thị Nguyệt á, đến tặng phần quà ăn lấy Thảo. Cảm ơn. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Cô đi nha. Cỡ chốn. Trước phải làm che lý tưởng à? Lý tưởng. Cái này là chót lụa, đũa là cái này là lọt che dư phải không? Dạ. Bữa nào có dư không cho xin với. Bữa nào tôi về tôi học qua tôi làm gà che coi. Được. Tôi học hả? Mới thấy con bé ra thôi. Dạ. Bà bệnh bé ra, bé trai ở đây bé gái. Chào em. À, chị đến có phần quà tặng lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt gửi tặng. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi, dạ. Chúc cho gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi, chị đi. Dạ. Đi ngang gái. Dạ. Vậy hả? Nhà này của chị hả? Dạ. Tặng quà. Dạ. Đây, em gửi quà nha. Em thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng món quà ăn lấy Thảo. Cảm ơn chị. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Qua anh đây. Cảm ơn nha. Rồi. Bé, bé kêu mẹ. Chào em. Chị có món quà biểu gia đình ăn lấy Thảo. Đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt gửi tặng. Dạ dạ em cảm ơn chị. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi. Ông bị tâm thần ở nhà với ai chị? Ở với ông Út đó. Vậy hả? Dạ. Nhà bên đây với bên kia luôn ha. Đâu nhà bà già đâu? Chỉ giùm á, chỉ giùm. Dạ. Kệ không có nhà mình gửi cũng được. Kệ làm ơn cho ổng. Dạ. Khách cũng tụi ổng. Tội nghiệp ổng hả? Lấy chó quá nó vậy ha. Ý vậy là cô ở đây bán lá hay là mua lá gì chậm? Còn lập nhà hả? Dạ. Giờ bà cụ ở đây. Âu nha mẹ nó cả một đây nè. Chào cô. Dạ. Dạ. Giờ cô ở nhà mình hả chị? Ở mình ơn. Dạ. Mình ơn hả? Cô nó nay nhiêu tuổi rồi cô? 74 rồi. 74 tuổi hả? Ngồi cô. Dạ. Dạ, được rồi bà. Được rồi, con không ngồi đâu, con tặng quà thôi. Dạ. Dạ hôm nay con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng cô phần quà lấy Thảo. Để đây cho bà nha. Rồi để đây. Rồi.
cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Con đi coi. Ở bên đó, ông bên ngoài bên đó. Quên rồi nè. Ừ. Đâu rồi bà ba, bọc đâu? Đây nè. Vậy là bên tay nhà nó hả chị? Dạ. Ở bên này. Bị tâm thần đi. Dạ. Ở dưới qua. Dạ. Bên sự nghiệp hết luôn hả? Đi đậu bắp nè, đậu bắp cây này cũng bé. Không, chị lại đắng đi kêu anh Tám đi. Anh Tám chạy đây không? Đi đây. Đã về đây. Ừ. Ổng lúc ổng nói ổng đi với thời ổng quên. Quên hả? Dạ. Ủa vậy là nhà nào đây? Này nè, ổng ở lại ké. Ờ. Ổng bán đậu ha. Dạ. Vô đó ngồi chân. Ổng lại ở với ông anh. Dạ. Vậy cô đi kêu giùm hả? Nhà này không có ai nhà hết hả? Không có ai đâu. Vô chút đi cô. Dạ, đi chị. Tại tội nghiệp ổng lắm, ổng ở bên nhà bà nội đó, rồi bà nội mất, rồi ổng mới lại đây. Thấy dành nhau quá, tới Tết này người ta cũng về, người có chiếc khá nhà. Nói chung tội nha. Dạ. Nói người nói biết, người là ổng đi ơn, nói không biết gì hết trơn á. Dạ. Làm cỏ về hả? Đúng tiếp làm mà. Chào chú. À, con có phần quà biếu chú con Lấy Thảo. Dạ, đây phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Rồi rồi, để tay cho chú. Rồi để giờ bỏ đây đi. Con để đây nha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Con cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Dạ con ở xã Ngọc Trúc. Dạ. Rồi cảm ơn nhé. Dạ con đi ạ. Ai ổng bị tâm thần gì. Dạ dạ. Qua đây. Nè. Trời trời, chị cao quá, chị chơi người ta. Nghe nói hết hồn thiệt đó. Cười. Chào chú. Con có phần quà biếu chú con Lấy Thảo. Dạ. Dạ, đây là phần quà của gia đình em Trần Thiên Nguyệt ở Long An gửi tặng. Dạ, à, gửi chú à. Dạ. Gửi chú. Nhà bà cụ ở đâu vậy chú? Bên đây hả? Dạ, qua luôn. Theo bà cụ luôn. Đi theo bà luôn. Dạ. Theo bà cụ luôn. Bà cụ ở nhà với ai? Ở cái thằng cháu. Sao mặt đồ đẹp quá, cháu lu linh đó. Ê, đừng. Với bà Liệu đừng đụng bà. Dạ dạ dạ. Đi đâu đâu, đây đi đó, sao ăn cơm chưa bà? Gói bánh mà lá đó. Dạ, được rồi. Rồi hôm nay con có một quà gửi tặng bà nha. Đâu, con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng ba phần quà. Con bưng vô giùm đi. Không, bên đây đi, bên đây, bên đó bà ngủ. Rồi con để đây nha. Thôi kệ đi, kệ đi, uống nào nghỉ, chán thì nghỉ. Dạ, nói quá thì sợ nữa. Dạ. Con cháu đợi bây giờ. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha, con đi ạ. À. Cảm ơn con nhiều. Chào cô. Dạ. Cảm ơn con nhiều bà. Dạ. Bệnh hoài à, cô ơi tôi. Con lại ở dưới nè. Dạ. Bệnh hoài đó, bệnh nó lại nè. Dạ, thường thường thì cô ở một mình hả? Không nên ha. Dạ. Mà giờ chưa đi được, nó bệnh hoài. Bệnh hoài hả? Gái ăn uống nhiều vô cho hết bệnh. Gắn chết bệnh không vô. Vậy hả? Ừ. Hôm nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt đến tặng cô phần quà ăn Lấy Thảo. Con bưng vô đây cho cô nha. Rồi để đây. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Kem không lọt hả chị? Kem không lọt luôn. Rồi, dạ, rồi con đi ạ. Dạ. Ở Ngọc Trúc ạ. À. À, xa hè thấy có nhà phải không? Có nhà đó thôi. Dạ, khổ không? Cũng có cái gì mà. Khổ không?
cho chồng mà bác đi mổ có nhà và đi đưa vào cái chạy xe tàu, thấy cũng được. Mấy nhà ở trong này mấy nhà? Dài dài, nói chung là nhiều lắm luôn á. Mà có cái gì này cũng hơi khổ nè. Chị Năm trong này bà đi không kìa. Dạ dạ, cho cực quá hả? Ồ, ở đây mát cha nội ơi. Láng mà là mát quá ha. Ừ, nó thoải mái gì đâu á. Y vô tán đồng nhóc chân nè. Ở đây đó mùa nước ngập rồi sao đi. Nước ngập là ngập ở đây chưa muốn vậy? Đúng rồi, trời này mới còn xẹp xẹp nè. Ăn cà game không kìa? Này là chỗ của kinh sao? Bệnh gì vậy cô? Đi ruột thừa. Ruột thừa hả? Rồi bữa nay con đến thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt gửi tặng phần quà lấy Thảo để đây nha. Cảm ơn mấy dạ. Dạ, rồi chúc cô mau hết bệnh. Dạ. Con đi ạ. Đi coi. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cô với chú. Dạ. 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 Ở đâu? Ở đây là nhà em của cô. Em thứ bảy với em chồng tôi thứ bảy. Dạ. Ủa có ai nhà không ta con? Dạ. Bảy ơi. Chó nó chạy ra hết rồi. À, cô nuôi mấy đứa cháu luôn hả? À, chào cô. Cái phần quà biếu gia đình đang lấy Thảo. Dạ, đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ. Sao cô nuôi mấy đứa cháu lận? Hai đứa. Cha mẹ đi Bình Dương hết hả? Đi làm hết rồi. Đi hồi sáng tới giờ đi chơi chưa về ăn cơm nữa đó. Dạ. Đi đi vậy. Thấy chừng luôn ha. Rồi vậy con cũng gửi cô phần quà lấy Thảo nha. Cảm ơn dạ. Nha, cảm ơn dạ. Cô tài trợ chúc cho cô nhiều rồi. Sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Cho mấy tụi con, tụi em nữa. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dân Nguyễn á. Ừ, dân lưới rồi kia nọ đó. Dạ. Dạ, vậy là cô có xem hả? Nhìn mặt thấy có quen không? Nhìn mặt thấy có quen không? Quen. Dạ. Dạ, trong TV, dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ. Kéo dây lên được rồi. Xe nghe, xe nghe. Sao chuẩn bị đã nón ở đâu đen gái? Ủa sinh đôi hả dạ? Dạ. Ê thấy cưng quá dạ. Mấy tuổi rồi? Dạ 4 rồi. Dạ. Ôi. À, bữa nay chị thay da và đạp mặt em gia đình em Trần Thị Nguyệt gửi tặng phần quà lấy Thảo dạ. Nha. Dạ em cũng xin cảm ơn gia đình Trần Thị Nguyệt tặng em phần quà trước Tết này. Rồi rồi. Chào chúc chị. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi. Cô đi nha con. Bye bye cô. Bye bye cô. Bye. Bên đây hai nhà. Vô đường này quá. Đây một nhà chị ơi, chắc ngột quá. Để coi thử.
Chào chú. Hai chân chú bị gì vậy? Hả? Hai chân chú bị gì vậy chú? Chú chắc không nghe. Hai cái chân chú bị gì bó vậy? Bị sưng. Bị sưng hả? Ừ. Đây hả? Chào cô. Rồi, vô. Nhà này hai vợ chồng già hả chị? Hai vợ chồng già rồi tôi thì con mà không có ở trong hai ông bà. Hai ông bà ở riêng. Dạ. Dạ được rồi. Có con, có chồng rồi lo cho bà cũng lo cho thằng nào rồi mình. Dạ đúng rồi, rồi còn lo cho gia đình riêng của mình nữa ha. Rồi. Rồi hôm nay con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt đến gửi bà phần quà ăn lấy thảo. Con để đây nha. Con gửi bà nha. Cái bị sao ấy gãi nó gãi bạn ứ gãi đó nó chắc thịt độc quá ha. Nhà chị bên kia ha. Em còn qua bển em gửi tặng chị phần quà luôn ha. Rồi. Con đi nha bà. Con đi nghe chú ơi. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú con đi luôn được. Ông có đi không được con. Tai biến gần 1 năm nay. Rồi. Rồi em cũng gửi chị phần quà lấy thảo luôn. Đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An. Rồi chúc gia đình chị nha. Rồi chúc chị sức khỏe. Em đi ạ. Ủa rồi ai ở trong đây? Cái này ta có nhiều thứ. Rồi dạ dạ. Kệ chỉ làm phước. Chỉ làm phước nó hỏi cái tôi cái thằng không được ông quay bả nó còn nó không có vô nó hỏi là sậu chứ nó không có vô. Dạ. Ừ, bả lụm cụm. Ở nhỏ một mình thôi con. Ông mình còn cái bà bên kia kìa con, bả đi nằm bệnh viện còn cái nhà không có gì, cái nhà bên sông mỗi lần con ghé cho gạo đó. Dạ. Bả đi nằm bệnh viện rồi. Cái dạ nhà, có ai ở nhà không? Có mà con bả rồi bả bệnh rồi trở đi rồi bây giờ. Bả đi nhà bà lắm. Bà già có nhà không? Nãy cô kia nói không biết có phơi lục bình hay là còn ở nhà. Nó chó có sấy nè. Khắc sắc gạt luôn ha. Mình không mà. Trời coi kìa. Trời con nó mới đây. Ồ con nó đẹp dữ vậy. Đẹp tuyệt vời. Đây đây. Na na. Chào cô. Chào cô. Dạ, bữa nay con thay mặt gia đình. Dạ. Bữa nay con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An đến tặng hồng quà. Con để đây nha. Gửi thầy cô nghe. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, con đi ạ. Có gì đâu mà sủa. Sao có làm gì đâu mà đâu, tao có ăn thịt chó đâu sủa dữ vậy. À, chào em. Thôi. Ta kìa. Thôi, em nhận đi. Em nhận giùm đi. Chú nhận luôn đi. Nhận giùm cho bà cụ đi. Hôm nay chị thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt đến tặng hồng quà ăn lấy thảo. Dạ, con cảm ơn cô chú rồi. Rồi, dạ. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cái cưng à? Đây rồi. Ba con rồi. Giỏi quá. Chẳng biết cái nón. Được tặng cái nón sướng chết luôn. Ở đây người ta chuẩn bị người ta làm cái gì? Cái nền nhà nè. Bộ ta tạt nước thì sập luôn chứ bỏ. Đây bà cụ không có ở nhà nhưng mình gửi ở đây. Cho hỏi thăm thấy cái nhà bà cụ nằm bệnh viện là ở đây không vậy chú? Dạ. Tạ
tại ở bên sông người ta chỉ qua nói bà cụ nằm bệnh viện rồi. Dạ, gửi tặng bà cụ phần quà nhận giùm ha. Dạ, đây. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Quá cảm ơn cô. Dạ, dạ, rồi. Và chúc gia đình nhiều sức khỏe cho bà cụ mau về. Rồi bà về bây giờ ở nhà chị năm ở cái này á. Dạ. Người ta nói đặt hộp bây giờ xuất viện, nếu mà sau này nhập viện á cho đi bên cấp cứu á, bên châm cứu hả? À, bên châm cứu. Dạ, dạ, dạ. Bà té, bây giờ bà lên không nổi như này nè. Dạ, dạ. Ừ. Rồi bây giờ lại làm chỗ cho bà rồi nè, để tới đó làm đâu kịp cào đất. Cô trẻ như sao? Cái gì nó làm chỗ cho bà? Chưa cho làm chỗ cho bà. Để tới đó. Dạ, dạ. Sọn trước ha. Dạ, dạ, rồi. Dạ. 86 rồi. 86 rồi. Cảm ơn em. Dạ. Ô xe. Ở nhà hôm nay có cô đây nè, chào cô. Bằng cỏ gì mà kỹ dữ vậy cô, con thấy chích từ bụi tẳng tẳng luôn vậy. Thế làm phơi nắng đi. Vậy hả? Phơi nắng hả? Ừ. Dạ, dạ. Còn mình không làm, làm hoài nó bị nhức. Dạ. Ừ. Dạ. Hôm nay con đến thăm thôi gia đình từ cô. Thiện. Dạ, con ở Ngọc Trúc, nhưng mà này là con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. À. Dì cảm ơn. Bưng bỏ vô Lưu Quang đi. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. À, rồi con cảm đi ơn cô nghe. Dạ. À. Khỏe nha cô. Cảm ơn cô. Ở mình không đi cô. Chào hai cô. Nãy giờ mới hỏi thăm rồi, đây là hai chị em. Dạ. Dạ, hai chị em là mình là độc thân luôn hả cô? Ừ, độc thân hồi nào tới bây giờ không, con cái gì không lấy chồng luôn hả? Không, nhà nước đã cắt nhà cho. Dạ, dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? À, 75 rồi. Cùng cô? Hồi đó 70. Em, dạ. Dạ, dạ, tới con. Dạ. Hai cô giống hệt cô. Rồi, hôm nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt gửi tặng hai cô phần quà lấy Thảo. Ê, rồi, con chúc hai cô nhiều sức khỏe nha. Ừ, rồi, con đi ạ. À. Dạ. Cảm ơn rồi. Dạ, dạ hết trơn rồi. Dạ, dạ hết rồi. Rồi lên nhà, lên nhà, lên nhà, lên nhà. Dạ lên, dạ lên. Lên nhà lấy gạo, lên nhà nhận gạo đi nấu cơm ăn. Nè, nhớ cô không? Cô hỏi mượn cái dao, mượn cái mắt cái bao ở dưới đây là mượn cái dao đó đem xuống tháo rồi nhớ không? Nhớ không? Dạ. Nhớ. À, chào chị. Ồ, mấy đứa con thấy còn mang bầu nữa vậy? 5 đứa rồi. 5 đứa, đứa này đứa thứ 6 hả? 5 à. 4. Ờ, 4 đứa này là con chị hết hả? Ờ, thêm đứa này nữa. À, trai hả gái? Trai. Trai hả? Được rồi, nghe nhiều rồi. Rồi, đến đây có phần quà với gia đình ăn lấy Thảo. À, đây đang, dạ, đang quà của gia đình Trần Thị Nguyệt. Gửi tặng. Rồi, gửi đây nghe. Ủa, mình gói bánh bán hay làm gì? Gói bán. Gói bán hả? Ừ. À, ngày nào mình cũng bán hả? Không, mới bữa nay bán hả? À. Bánh nhân đậu. Ờ, nhân đậu xanh. Rồi, chúc ơn nha chị. Rồi, rồi. Chào chị. Quá trời la. Em có phần quà biếu gia đình ăn lấy Thảo. Dạ được rồi, không ngồi đâu. Được rồi. Dạ không ngồi. Được, được rồi, được rồi chị. Em không ngồi, em đi rồi. Dạ. Đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng. Dạ. Cảm ơn mấy chị với cô. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Bưng thêm phần nữa. Phan hồi trở lại. Trời, bà lão sáng nằm giẫm kìa. Ồ, bệnh 2-3 ngày. Chào cô, chào chị. Chào em. Không, chào bà. Ồ, bệnh gì đây? Bệnh gì đây cô? Mới đi chích thuốc phòng qua thấy đỡ đỡ. Ờ.
không có chỗ ngồi chơi đâu. Dạ được rồi, con không ngồi đâu. Cô nói là không có chỗ ngồi chơi đâu. Cái tay cô bị gì cô? Gãy. Ồ, mình té gãy hả? Thằng nhà này luyện nè. Ồ, luyện cây gãy hả? Luyện bằng cái cục đá mình đó. Dạ. À, bữa nay con đến con tặng phần quà cho cô. Đây là phần quà của gia đình ông Trần Thị Nguyệt gửi tặng. Đây, đây, đây. Chị nhận giùm đi. Đây, gửi em. Nhà mình chuẩn bị ăn sáng ha chị. Rồi, cũng chúc gia đình mình sức khỏe nha. Dạ. Rồi con đi ạ. Ba con đi. Rồi. Dạ. Cái má kìa. Ờ, chị em nhận giùm luôn đi. Nhận giùm cũng được. Rồi. Thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà lấy Thảo nha. Dạ dạ cảm ơn. Rồi chúc nhiều sức khỏe. Xin chào cô. Dạ, à, lúc trước cái nhà này là của hai hai vợ chồng đó. Dạ. Bây giờ nó đi lấy ổ ghim sạc đang đi triệt đá đó. Dạ dạ dạ. Vậy cô nhận giùm con nha. Dạ dạ. À, con thay mặt gia đình của ông Trần Thị Nguyệt tặng phần quà lấy Thảo. Dạ. Con để đây đi, ôm nặng quá. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi con đi. Cảm ơn. Con đi luôn. Dạ. Mười mấy công là đủ sống rồi ha. Dạ, em không có công nào đây nè. Có gia đình ta đi làm công ty đó. Dạ. Còn em hai vợ chồng đi làm mướn không à? Ảnh thì đi làm mướn rồi. Dạ. Em thì dăn lưới, dặm lúa này kia vậy đó. Ai thuê? Vòng vòng nhà ai thuê gì mình làm mấy ha? Dạ, ai kêu làm gì làm mấy. Có ở đây là thuê một ngày bao nhiêu tiền luôn chị? Ngày tiếng 25.000. Tiếng 25.000. Mình dặm lúa mướn á. Dạ. Một tiếng á. Được. Ngày được 8 tiếng. Có khi người ta gấp thì nó kêu được 10 tiếng, còn người ta gấp nó kêu có 8 tiếng. Là kêu cũng như tại vì là ở dưới quận thất sở đó, người ta cứ rảnh xin làm nhiều. Dạ. Mình làm cũng bao nhiêu ha? Làm chủ được có 2-3 ngày. Dạ. Mà nó dặm lộ qua lần thì nó nghỉ rồi, đâu có dặm hoài đâu. 10 bữa là muốn hết rồi. Dạ. Rồi đi nhé. Tới chưa? Nhà giữa bên đó. Thì có làm điện mà xe thì cái con hay chậm nhưng mà giữa chỗ cái mạng đó. Cái này cũng chưa hả chị? Dạ. Nhà này hết chị ha? Nhà này chính bên tỉnh của con. Dạ. Đang. Mấy cô thì cho quà kìa. Gạo cho nước xương kìa, ở đây xa lắm, gác lại cho. Ô, chào gia đình. Trường. Trường cha. Bữa nay không đi làm hả cháu? Đi làm mới về chị ơi. À, về mình nghỉ trưa ha. Làm cái mấy cô mấy chị đi dán cho quà nè, ở xa à, chị đây. Ở đây có phần quà ăn lấy Thảo, đây phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Cảm ơn mấy em nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cảm ơn mấy chị mấy cô. Cảm ơn. Coi mình mấy cô hồ nữa kìa. Rồi, cảm ơn chị nha. Cho em ở đây em cũng mừng hồ. Mình gặp mấy xong khỏe. Có mấy bụi tre mát ghê ha. Ủa, bên đây không có đường vô, bên đây không có đường vô luôn hả? Rồi. Em bé thấy cưng quá kìa. Vô chị. Gửi tặng phần quà lấy Thảo. Dạ. Đây là phần quà của gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Dạ, em cảm ơn. Rồi, để em nghe. Rồi, dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Trên đây là nhà của cái cô gì trên đây nè. Chào cô. Gửi tặng cô phần quà lấy Thảo. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Dạ, cảm để ơn đây cô nha. Nhiều. Dạ. Rồi, chúc nhiều sức khỏe dạ, cô. Bệnh hoạn, mắt không thấy đường đâu. Dạ, chào dạ. Cô. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ. Hết châu rồi, hết châu rồi. Đi đâu hết rồi trời? Hả? Bên đây hả? Chào chị. Đang làm gì dưới bếp đây?
nấu cơm mà. Rồi em gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Dạ. Đây là phần quà của gia đình Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Em gửi em rồi. Nha. Cảm ơn nhiều nha. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Đây để đây. Chú nhà chú ở đây hả? Chú nhà con gửi chú phần quà. Con cháu ơi. Dạ. Người con cháu cô ơi. Nhà con ở Sài Ngọc Trúc á. Đây vô vô đây vô đây. Dạ rồi. Dạ. 66 tuổi rồi. Dạ. Rồi. Chú cảm ơn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi chú phần quà anh Lấy Thảo để đây nha. Ok. Rồi. Rồi. Chú chúc cho con cháu được sống trăm năm hạnh phúc nha. Rồi con cảm ơn. Ok. Dạ. Chào cô. Dạ dạ con đi ạ. Có người nói chuyện. Cô gửi tặng cô phần quà. Gửi tặng mẹ phần quà ra chụp hình. Dạ. Yeah. Con gửi tặng cô phần quà anh Lấy Thảo. Đây là quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng. Cảm ơn. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi con đi ạ. Con đi cô. Chở lại ghe. Sao rồi bé bé xài ăn một mình phải không? Nãy tôi mới sinh không cho phải không? Chia chồng miếng nữa. Còn ở đây với ai vậy? Cái mẹ. Nhà chị đây hả? À, rồi nhà trên đó. Nhà này nhà có thằng con. Hả? Em gửi tặng gia đình phần quà anh Lấy Thảo. Nhà này nhà riêng hay nhà chung chị? Nhà riêng mà cái thằng của con, thằng này nhà trên đi thành phố hết rồi còn bán nữa. Ờ, vậy em gửi đây đi nha. Rồi. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nhà trên đó với nhà trên đây là của hai mẹ con nhưng mà chỉ một hộ ở thôi. Em gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Dạ đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An. Anh mặc áo vậy. Rồi em thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Em đi. Chào chú. Dạ. Có phần quà với gia đình đang Lấy Thảo. Rồi đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Con đi ạ. Ở đây hả? Hả? Cái nhà em đây đóng cửa hả chú? Thành phố hả? Thì qua nhà anh kia. Nhà đó của ai? Nhà của chú hả? Ở đây nhà của con chú. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Chú ở nhà với ai? Anh Hên hả cô ơi? Anh Hên hả? Đó là nhà của con chú hả? Con mà. Dạ dạ. Đây con gửi chú phần quà anh Lấy Thảo luôn nha. Để đây. Dạ dạ. Đi chú ơi. Con là từ đâu lại? Con ở xã Ngọc Trúc. Bên Ngọc Trúc là hả? Dạ. Trời ơi. Con đi nha. Khổ không? Các dạ. Bạn nha. Dạ.
Phan ha, Phan hay lại đó, hình như là cái chỗ đó là cái chòi kia. Ê, tặng này trước đi. Ở đây trồng khoai lang quá trời luôn. Trên vườn này dở gì chú em ơi. Đang mất khoai hả? Cái này là cái người ta giữ chòi. Chào gia đình. Có phần quà biết gia đình đang lấy thảo. À, đây là phần quà của gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi. Có ai ở nhà không? Chú, chào chú. Con gửi tặng phần quà. Chào chú. À, bữa nay con đến đây thay mặt cho gia đình Trần Thị Nguyệt có Long An gửi phần quà lấy thảo. Dạ. Thay mặt gia đình cảm ơn mấy cô, mấy chú. Dạ. Rồi con chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, đi chúc cho mấy con mấy chú. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. À, em thay mặt cho gia đình em thằng Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà lấy thảo. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Đường này ta chuẩn bị làm hay vậy á? Chuẩn bị đổ rồi. Đi lúng lúng. Đi cô. Anh, ủa cô chồng gì vậy cô? Đi mặn về. Dạ hả? Nhà cô ở đâu lận? Xa không? Ở Tân Châu. Đây hả? Tân Châu lận hả? Con tặng gạo. Ê tặng quà chị ơi. Con tặng quà. Ừ hả? Đi ra đây đi. Bà đâu? Chúng ta đâu? Rồi, gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo nha. Đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Cô ở nhà với ai? Nhà hai chồng. Vậy hả? Cô lại đây con tặng cô phần quà anh Lấy Thảo. Đi mặn gì mà có đem đi trồng khoai hả cô? Mặn cỏ dưa. Mặn cỏ dưa. Ủa tháng này có trái hay là mới trồng lại cô? Có bằng cỏ cho người ta, chứ sẽ không trồng. Để đây, đây cô lại đây con tặng cô phần quà. Vậy là Tết người ta nhổ xong rồi, người ta bẻ xong rồi bây giờ người ta trồng lại nữa ha. Dưa bây giờ nó có quanh năm ha. Nổi không đây chục ký gạo rồi con ơn. Dạ con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng cô phần quà. Cảm ơn. Cái này con bỏ vô giỏ đi nha. Rồi chúc nhiều sức khỏe cô. Rồi. Cảm ơn nha. Đó, đây đây. Rồi con đi vậy. Lúc này giỏ là để không phải đừng tưởng qua giỏ. Người ta giỏ lên trên nó nhẹ. Em gửi phần quà mấy Thảo. Hả? Dạ. Gửi phần quà, tặng quà tặng. Cảm ơn. Dạ. Không biết cái gì này nữa. Dạ. Dạ cảm ơn luôn. Vậy là mới biết cái này hả? Dạ. Đây phần quà của gia đình Trần Thiên Nguyệt có Long An gửi tặng. Dạ dạ cảm ơn. Ăn sao hai hộ. Dạ ăn sao hai hộ nữa hả? Sao con của chú hả chú? Ồ. Đây con chào chú. Chào con. Dạ con có phần quà biểu gia đình ăn lấy thảo. Đây là phần quà của gia đình của em Trần Thị Nguyệt gửi tặng. Rồi con để đây nha. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ rồi xin phép con đi nha. Dạ con đi con đi. Phan phan con chó. Phan chó dùm qua. Lan chó không con? Dạ không. Ở nhà bên đó có ai cô? Của bà lão gì phải không? Hôm đó có cơ bà. Dạ, bà dạ dạ.
Ngày con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi cô phần quà ăn lấy Thảo nha. Con để đây. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Con đi ạ. À. Đi nha cô. Đi dẫm con bùi tre lý tưởng quá hả? Ờ đây bà lão ở đây. Chào cô. Con có phần quà biếu gia đình ăn lấy Thảo. Dạ rồi. Thì con đem vô để đây ha. Dạ đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Rồi con để đây. Cô sống với ai vậy? Sống với cháu nội. Dạ. Rồi, chúc cô nhiều khỏe nha. Trời ơi, ngon quá vậy. Nắng là phải mát cháy luôn. Nhà của em hả? Rồi. Em thay mặt của em gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà lấy Thảo nha. Em cảm ơn chị. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn em. Chúc chị nhiều. Rồi. Cảm ơn các đó. Em lại đó. Rồi chào em, chị thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà lấy Thảo. Dạ. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Ôi nắng này đấy, chị nắng rồi. Dạ, dạ. Con ra đây đi tại vì hỏi xe con. Đi 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 về đặng tôi dẫn tới nhà. Dạ dạ. Rồi mình đi luôn hả? Không, mình gửi cho bà cụ phần quà. Bà cụ này là sống một mình, tám mấy tuổi rồi bà tám mấy rồi? 85 rồi. 85 hả? Chồng con bưng lên cho bà chồng. À, con nhà đó. Dạ, con cảm ơn nha mấy dạ. Cháu. Dạ. Đây là quần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng nha. Dạ, dạ. Rồi. Rồi, đi theo bà đi đâu? Nhà bà đâu? Cảm ơn mấy cô nha. Dạ, dạ. Đây bưng một phần nước nhá. Bưng một phần nước, bưng một phần nước. Đây vô đây. Con chào cả nhà. Chào chú. Dạ. Rồi, ủa mình làm kéo cá hả chú? Dạ đi thăm giếng. Thăm giếng hả? Dạ hôm nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà ăn lấy Thảo. Dạ thành dạ, cảm ơn mấy cô và mấy chú. Dạ rồi con chúc gia đình sức khỏe, con đi nha. Dạ. Chào em. À, chị thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà ăn lấy Thảo. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Qua bên đây luôn. Cái này cái gì đẹp chút. Ôm thêm hai phần, đưa đây, bỏ đây đi. Hai phần nữa hả? Ôm ba phần nữa chị. Chào em, chào chị. À, bữa nay em thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà ăn lấy Thảo. Rồi cảm ơn nha. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Rồi. 4 phần. 4 phần 5, còn có 2 phần rồi. Mấy con nè. Chuyền lại luôn anh Tám ơi, 2 phần nữa. Ê, bên đó cho rồi. Đây, bà cụ ở đây nè. Bà khỏi mở cửa đâu bà ơi, bà mở cửa mắc sợi dây điện á. Rồi, cô ở đây với ai cô? Ý. Mấy bữa trước con, chiến trước con xuống rồi con thấy chú đó còn sống. Dạ. Chú mất lâu chưa cô? Mất năm rồi. Dạ. Bữa nay con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt của Long An gửi tặng phần quà lấy Thảo. Dạ cảm ơn. Đây con lấy cho bà nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, con chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi bà ở mình luôn hả? Dạ. Rồi. Dạ.
Rồi, dạ. Chào cô. Dạ. Thay mặt gia đình anh Trần Thị Nguyệt có Long An đã tặng phần quà anh Lấy Thảo. Dạ rồi, cảm ơn nhà tài trợ và các mạnh thường quân được nhiều may mắn nha cô. Dạ. Bác bữa nay mua được có 5kg gạo bị người ta lấy hết 200 ngàn thì với số. Ủa sao vậy? Cũng như mình lấy 201 mà người ta mất 230 cô. Là mình mất hết 20 vé rồi, 200 vé. Bởi vì bữa nay không có tiền để với mấy cô vậy cái thổi kinh đại. Dạ dạ. Vàng quá hả? Dạ. Dạ đi nha cô. Dạ cảm ơn mấy cô. Dạ. Hai chị này. Rồi, chào chị. Hôm nay em thay mặt gia đình anh Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Dạ, cảm ơn anh chị nha cô. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Đây một phần nữa hả chú? Ở Dượng Tư. Hả? Hai phần nữa hả? Thêm phần nữa trọng à. Bà sách trọng phần rồi. Đây liền nhà luôn à. Chào anh. Dạ. À, bữa nay em thay mặt gia đình của Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi. Còn bên đây nữa. À, con chào cô, chào chú. À, bữa nay con thay mặt cho gia đình ông Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Cảm ơn cô nha. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe. Con đi. Rồi. Dạ. Chào cô. Trời, nhà trống dữ vậy hả? Bữa nay con thay mặt gia đình anh Trần Thiên Nguyệt đến tặng cô phần quà. Bưng nổi không cô? Để ghế đó nha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ừ, cảm ơn nha. Dạ, dạ. Rồi con đi à. Chị ba nói giờ ôm đường xa, giờ tới mình ôm lại, hơi quá gượt à. Cái này chắc sắp cất lại lên nhà lầu quá. Ừ, chào anh. Dạ. Có tật có tài ha, đóng bàn đóng ghế quá trời khéo nè. Dạ, dạ. Rồi bữa nay em thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng gia đình phần quà anh Lấy Thảo. Để đây nha. Rồi. Người ta đặt hả? Dạ, người ta đặt. Ghế đẹp quá trời ha. Cái giò gì mà đóng cái đóng cái mối này nè. Quá trời khích gịch luôn. Bây giờ mình đi ra gỗ cũng được, ở nhà cũng phải gác. Dạ. Dạ. Đó, nhà lớp lớp làm gì. Dạ. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn. Dạ, dạ, đi nha. Ơi. Dạ. Bỏ đầu kia không thấy luôn hả? Tại trời này mới nhiêu tuổi rồi lẫn hả? Ai? Bây giờ bỏ tiền đâu hết hết rồi. Dạ. Chào chú. Hôm nay con thay mặt của gia đình này có em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà Lấy Thảo. Để đây nha. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ, dạ. Bên đây một cái nữa. Chào em. Hôm nay chị thay mặt gia đình anh Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Cảm ơn chị Công An. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Hai Dượng. Dạ. Đây đây một phần kia lên tặng bà cụ bán vé số trước đi. Để kẹp vô mới được. Giờ gió quá rồi nên ta bệt nó ra rồi. Vậy vậy con gửi bà cụ phần quà anh Lấy Thảo đi. Dạ. Đây là phần quà của không bà ôm chắc không được đâu. Ở đâu đây con ôm đi cho để ở đâu đâu. Để đây đi. Rồi. Dạ. Bữa nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng bà phần quà. Con để đây nha. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà?
80 rồi, bán vé số hả? Số. Hết chưa? Hết rồi. Dạ. Rồi, bà kêu xe về hả sao? Rồi chút nữa. Rồi bà lội vòng vòng thôi, mượn mấy cái nhỏ bưng lên. Dạ. Nó chỗ đó người ta đang làm cầu thì mình vô trong kinh không được. Không được. Mình truyền lên đây để mình mượn xe chở vô ha. Chừa lại một phần cho thằng Trọng. Rồi chuyện nước cơm nước mắm cứ chị lên. Mình còn tổng cộng ở đây là 12 phần, mình chừa cho thằng Trọng phần sáng giờ đi với con ôm gạo. Rồi. Mà còn 11 phần Dưỡng. 11 phần, ớ vậy còn 10 phần, bà ngủ 1 phần, còn 10 phần. Là còn 10. Ừ. Chào cô. Chào cô. Khỏe không cô? Khỏe gì đâu hả? À, nằm chỗ nữa. Cái này bà cụ ở đây với ai Dương Tư? Mình ơn luôn hả? Một lớn. Dạ. Nó đi dân câu, giờ mua thuốc không đủ uống. Dạ, đi dân câu không đủ tôi mua thuốc uống nha. Dạ, hôm nay con thay mặt gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng vào phần quà lấy Thảo. Con để đây nha. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi con đi ạ. À. Khỏe nha ba. Dạ. Đây. Chào cô. Chào chú. Dạ. À, con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt Long An gửi tặng phần quà lấy Thảo. Dạ, cảm ơn nghe cô. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con đi ạ. Đâu, ở đây hay Dựng Từ. À, chào em. Chị có phần quà biết gia đình đang lấy Thảo. À, đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng. Dạ. Để đây nha. Cảm ơn. Rồi. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, gửi tặng phần quà anh Lấy Thảo. Dạ. Đây là phần quà của gia đình anh Trần Thị Nguyệt có Long An gửi tặng. Dạ, cho em gửi lại cảm ơn. Rồi, để đây nha. Dạ. Ủa, cái câu này mình làm cái câu gì vậy? Cái gà mấy con ở ngoài đồng á. Quất tựa hả? Dạ. Ở đâu nó vừa? Không, qua cậu đấy. Qua cậu ha. Bắt con gì vậy chú? Ủa, đang đồ giặt vớn hả? Dở vớn lên hả? Ê, lú chứ. Tưởng nó bắt con xúc con gì chứ. Dạ. Dạ, đây. Nhà trong đây luôn chứ. Ở nhà này có chú ở nhà. Dạ. Chị gửi tặng chú luôn đi. Ở bữa nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt Long An gửi tặng chú phần quà lấy Thảo. À, vậy. Cảm ơn nhé. Dạ, con chúc gia đình với sức khỏe nha. Dạ, cô. Rồi, cảm ơn. Rồi, con đi ạ. Dạ. Đi ra coi. Đi ra coi. Thì cả chị. Dạ, được rồi, ở đây được rồi. Rồi. Em có phần quà với gia đình anh Lấy Thảo. Cảm ơn. Dạ, đây là phần quà của gia đình em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng. Mình gửi chúc mừng các. Dạ, rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Ủa sao phá cửa rồi? Ở đâu ở đâu? Ô lộn hả? Lộn nhà, phải cha ơi. Má ơi, người ta cho quà má ơi.
khỏi khỏi ra khỏi ra chào cô. Bữa nay con thay mặt gia đình em Trần Thiện Nguyệt Long An gửi tặng cô phần quà anh Lấy Thảo. Quà gì hả con? Dạ gạo. Gạo hả? Dạ nước tương, nước mắm, dầu ăn và muối. Dạ. Dạ rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con ha. Dạ con đi. Con đi con. Dạ. À, chào chú. Con có phần quà với gia đình anh Lấy Thảo. À, đây là phần quà của gia đình em Trần Thiên Nguyệt ở Long An gửi tặng. Rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Con đi ạ. Trời ơi, anh bạc chắc tiếp. Tiếp chưa? Ừ. Đó nè. Dượng Tư ở đó nghe. Đường này mà chút sợ hả chút? Ê cái cầu bữa hổm qua xong bự chút cầm dép. Ờ quận về cũng cầm dép mà sợ rớt gạo, quận về có gạo đâu. Á trời ơi. Nhiều thế. Ủa này mình làm gì vậy? Cái nhà này của ai? Của em hả? Dạ, của mẹ. Của mẹ hả? Đây hả? Của em trên kia. Em có mẹ nhà không? Dạ mẹ đi công chuyện rồi. Vậy em nhận về mẹ nha. Rồi đây là phần quà của gia đình em Trần Thiện Nguyệt Long An gửi tặng. Dạ. Rồi chị gửi. Rồi gửi cho mẹ giùm chị. Dạ, có xe mà Dương. Nhà ở dưới đây, nuôi chó hết hồn trời. Như vừa tới nó chạy hù 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 hù. Cậu ơi. Con ổng quá không phải rồi. Cậu ơi. Em ơi. Cái này mình nuôi gì ta? Cá hả? Con nè. Bạc nè. Dạ con gửi quà cô ơi. Đây đây bà cụ chú mày vô đây luôn cũng được. Vô này đi. Thôi bà ở đó đi, bà ra khó bà ở đó đi con vô. Dạ. Tại con không biết ai, con không dám vô. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, ơ chào ông cụ, chào bà cụ. Dạ, dạ. Cái miệng giống con của ông già hai quá vậy trời. Hai nào? Ông Hai Mặn á. Con của ông Năm Quang. Yeah. Dạ con Năm Quang cũng bà Tư, bà con với ông Tư xì dầu từ đó. Ừ, trời cảm ơn con nhiều lắm á nha. Dạ. À, bữa nay con thay mặt gia đình của em Trần Thị Nguyệt ở Long An gửi tặng gia đình mình món quà Lấy Thảo. Con để đây nghe. Cảm ơn hai cháu. Dạ, dạ. Rồi con chúc ông bà nhiều sức khỏe. Con xin phép con đi nha. Con cháu có cho cái mượn người ta đi nhận dùng. Dạ. Chứ đi không nổi. Dạ. Đi bưng nhiêu đó đâu có nổi. Đây dạ, đúng rồi. Đồ ăn còn đi không nổi. Dạ. Rồi con rồi, cảm ơn hai mấy con nha. Dạ. Cảm ơn dữ lắm nha. Dạ. Rồi gấp đi, ông lấy bừng nước uống nè. Thôi con về ơi. À, rồi mấy chị em Giang cũng trao hết 100 phần quà cho gia đình của em Trần Thị Nguyệt rồi. Giang cũng thay mặt bà con cảm ơn gia đình em Trần Thị Nguyệt và chúc em thật nhiều sức khỏe. Và video của Giang cũng kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt. Rồi đi về thôi. Em đã về chưa?